Luận Đại Trí Độ, quyển 5. Phẩm thứ nhất tiếp theo nói về Maha Tát Đoà luận. Maha Tát Đoà còn được gọi tắt là Maha Tát. Hỏi thế nào là Maha Tát Đoà? Đáp: Maha là lớn, Tát Đoà là chúng sanh. Maha Tát Đoà là người có tâm rỗng mãnh, không thối chuyển, hay gánh vác việc lớn làm lợi ích chúng sanh. Lại nữa, Maha Tát Đoà là bậc thượng thủ, dẫn đầu trong chúng sanh, khởi tâm đại bi, thành lập đại thừa, thường hành đại đạo. Đây là bậc đại nhân được chúng sanh tôn kính, nên được gọi là Maha Tát Đoà. Như bài kệ tán Phật sau đây: Kính lạy Thế Tôn đấng đại giác, nhất thiết trí cha lành ba cõi, riêng mình Ngài trên ngôi vô thượng, mười phương thế giới chẳng ai bằng. Phàm phu hành thí mong cầu phước, trói buộc trong vòng lợi với danh. Phật Thế Tôn trải rộng lòng từ, thường bình đẳng chúng sanh muôn loạn. Lại nữa, Maha Tát Đoà là người thường hay thuyết pháp độ sanh, phá ngã kiến, ngã si, ngã mạn, ngã ái, phá sạch phiền não ở nơi mình và ở nơi hết thảy chúng sanh. Chúng sanh nhiều như nước trong biển lớn, người tu dù trải qua vô lượng kiếp cũng chẳng sao đếm hết được. Thế nhưng Phật lại dạy Bồ Tát Vô Tận Ý rằng, ví như lấy hết mười phương thế giới, dẫn đến hết hư không vô biên hợp lại thành một biển lớn. Lại ví như có vô lượng chúng sanh, mỗi chúng sanh cầm một sợi tóc nhúng vào biển, lấy một giọt nước mang đi, thì biển lớn đó cũng có thể bị khô cạn. Nhưng tâm đại bi của Phật chẳng bao giờ cùng tận. Vì sao? Vì chư Phật, chư Đại Bồ Tát có tâm rộng lớn, muốn độ hết thảy chúng sanh, dẫn dắt họ đến nơi an lạc. Người có đại tâm như vậy gọi là Maha Tát Đoà. Trong kinh Bất Khả Tư Nghị, Ngài Yêu Đà Di Ô Xá Na bày với Ngài Bồ Tát Tu Đạt Đa rằng: Chư Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, chẳng phải vì một người, hai người, ba người, trăm ngàn người, muôn ức người, cũng chẳng phải vì vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn chúng sanh, cũng chẳng phải vì chúng sanh trong một quốc độ, cũng chẳng phải vì chúng sanh nhiều như vi trần trong số lượng chẳng thể nghĩ bàn quốc độ, cũng chẳng phải vì chiêm bái cúng dường một đức Phật, cũng chẳng phải vì chiêm bái cúng dường chư Phật nhiều như số vi trần trong số lượng không thể nghĩ bàn 3.000 đại thiên thế giới, cũng chẳng phải vì làm cho hạt giống Phật không thể đoạn dứt trong một hệ 3.000 đại thiên thế giới, cũng chẳng phải vì làm cho một hạt giống Phật không đoạn dứt trong số lượng nhiều như vi trần chẳng thể nghĩ bàn hệ 3.000 đại thiên thế giới, cũng chẳng phải vì trang nghiêm một Phật độ, cũng chẳng phải vì trang nghiêm số lượng nhiều như vi trần chẳng thể nghĩ bàn Phật độ, cũng chẳng phải vì biết một đức Phật và chúng đệ tử, cũng chẳng phải vì biết chư Phật và chúng đệ tử nhiều như vi trần trong số lượng chẳng thể nghĩ bàn hệ 3.000 đại thiên thế giới, cũng chẳng phải vì đoạn phiền não cho một chúng sanh, cũng chẳng phải vì đoạn phiền não cho số chúng sanh nhiều như vi trần trong số lượng chẳng thể nghĩ bàn hệ 3.000 đại thiên thế giới, mà Hà Tát Đoà nguyện tận giáo hóa hết thảy chúng sanh trong khắp mười phương, làm cho chúng sanh ở khắp các quốc độ đều được thanh tịnh, nguyện thọ trì hết thảy Phật pháp từ khắp các Phật độ, lại nguyện phân biệt hết thảy các Phật độ, nguyện tận biết hết thảy các đức Phật và chúng đệ tử, nguyện phân biệt hết thảy các tâm niệm của chúng sanh nhằm đoạn sạch các phiền não cho họ, nguyện tận biết căn cơ của hết thảy chúng sanh. Vì các nguyện này nên chư Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, bắt đầu chú trong 10 môn, rồi dần dần trong 100, trong 1.000 môn, dẫn đến trong vô lượng môn. Bồ Tát biết hết thảy các pháp môn như vậy mới được trí huệ lanh lợi sáng suốt để hoằng pháp lợi sanh. Bồ Tát vì hết thảy chúng sanh trong các Phật độ mà trang nghiêm đạo tràng vậy. Ngài Yêu Đà Di Âu Xá Na lại hỏi tiếp: Tôi nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được rốt ráo thanh tịnh, hết thảy phiền não đều được rốt ráo đoạn trừ. Bồ Tát Tu Đạt Na hỏi: Đây là pháp tu giải thoát gì? Yêu Đà Di Âu Xá Na đáp: Pháp tu giải thoát này là vô ưu an ổn tạm. Tôi chỉ biết môn giải thoát này, tôi chẳng sao biết được đại tâm của chư Bồ Tát, vì tâm ấy mênh mông như nước trong biển lớn. Thọ trì hết thảy các Phật pháp, tâm của chư Bồ Tát bất động như núi Tu Di. Chư Bồ Tát ví như vị thầy thuốc giỏi hay trừ bệnh phiền não như mặt trời, hay trừ các tối tâm như mặt đất, hay gánh vác hết thảy các vật nặng, nhận lãnh hết thảy các đồ xú uế, như gió hay đem lại sự mát mẻ cho chúng sanh, như lửa hay thiêu đốt các tà pháp của ngoại đạo,
như mây hay dưới mưa chánh pháp, như mặt trăng hay tỏa ánh sáng êm dịu khắp mọi nơi, như vị đế thích hay bảo hộ chúng sanh. Đạo Bồ Tát thậm thâm rộng lớn như vậy, làm sao tôi có thể biết rõ hết được? Chư Bồ Tát phát đại nguyện, làm những việc vĩ đại nhằm thành tựu mục tiêu vĩ đại nên được gọi là Maha Tát Đoạ. Lại nữa, trong kinh Bát Nhã Ba La Mật này, Phật cùng những vị đại đệ tử của Phật như Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề, Vú Lâu Na cũng sẽ rộng thuyết về tướng và hạnh của các Bồ Tát Maha Tát. Nói về Bồ Tát công đức của Bồ Tát kinh đều đã được các Đà La Ni Môn và các Tam Muội Môn đã thật hành ba Tam Muội không vô tướng vô tác đã được đảm nhận. Luận hỏi: vì sao lại dùng thứ lớp ba sự việc trên đây để tán thán chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát? Đáp: vì muốn nói rằng các công đức của Bồ Tát thật đáng tán thán, đáng tin tưởng vậy. Vì hết thảy chúng sanh chẳng sao có thể tin được chỗ rốt ráo thập thâm thanh tịnh của chư pháp, nên phải nêu lên ba pháp ấy để tán thán chư Bồ Tát. Lại nữa, Bồ Tát phải thành tựu đầy đủ ba công đức gồm Đà La Ni, Tam Muội và Đảm Nhẫn mới được gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Hỏi: thế nào là Đà La Ni? Đáp: Đà La Ni tiếng Trung Hoa dịch là năng trì hoặc năng già. Năng trì là có sức giữ gìn. Đà La Ni có sức giữ gìn các thiện pháp, chẳng để cho mất mát. Ví như bình đựng nước có phẩm chất tốt, chẳng để cho nước thoát ra ngoài vậy. Năng già là có sức ngăn che. Đà La Ni có sức ngăn che các niệm ác vừa móng khởi trong tâm, khiến có thể trở thành hiện hạnh. Bồ Tát có được Đà La Ni rồi sẽ có thể tổng nhiếp được các tâm tương ưng, bất tương ưng, hữu lậu, vô lậu, hữu sắc, vô sắc, dẫn đến sẽ có đủ chín trí, chỉ trừ lậu tận trí. Bởi vậy nên Bồ Tát ấy vừa nghe thuyết pháp là tin hiểu ngay, lại còn niệm lực giữ gìn, chẳng để cho mất mát. Đà La Ni bám sát Bồ Tát, chẳng để lạc về nhị thừa địa, chẳng để rơi vào các hố ác. Ví như cha mẹ thương con, thấy con đi lạc đường hay sắp rơi xuống hố, tìm mọi cách để giữ con lại. Lại nữa, Bồ Tát được Đà La Ni rồi sẽ thắng hơn hết thảy các ma vương, ma dân đều chẳng có thể lay chuyển được tâm Bồ Tát. Ví như người phàm chẳng có thể lay chuyển được núi Tu Di vậy. Hỏi: có bao nhiêu thứ Đà La Ni? Đáp: có rất nhiều thứ Đà La Ni. Một, có văn trì Đà La Ni. Người có được Đà La Ni này, nếu đã được nghe các ngữ ngôn nào rồi, đã được nghe các pháp Phật nào rồi, thì liền giữ gìn đầy đủ, chẳng để cho mất mát xa lạc. Hai, có phân biệt trí Đà La Ni. Người có được Đà La Ni này có khả năng phân biệt và rõ biết hết thảy chúng sanh, hết thảy các pháp dù lớn hay nhỏ, dù xấu hay tốt, như bài kệ thuyết: voi ngựa cùng vàng bạc, đất đá cùng cỏ cây, nam nữ cùng nước lửa, mỗi mỗi đều riêng khác, sang hèn cũng phân biệt, mỗi pháp một tên riêng, được Đà La Ni này thảy đều phân biệt rõ. Ba, có nhập âm thanh Đà La Ni. Người có được Đà La Ni này có khả năng nghe biết hết thảy các ngôn ngữ mà chẳng vui cũng chẳng giận. Dù nghe lời khen ngợi tán dương thì tâm vẫn chẳng vui, dù nghe lời chửi mắng chê trách thì tâm vẫn chẳng oán giận. Trừ Bồ Tát chưa được lậu tận thì làm sao có thể nhẫn được như vậy? Nhờ có lực Đà La Ni mà được như vậy. Bồ Tát tuy chưa lậu tận nhưng do có thượng trí lợi căn nên có thể tư duy trừ bỏ tâm sân. Phàm phu do tâm chấp ngã mà phân biệt thị phi nên mới sanh vui sanh giận. Người đã được Đà La Ni rồi, do biết ngữ ngôn đều từ tùy duyên sanh tùy duyên diệt nên chẳng bao giờ khởi tâm sân nhuế, lại biết các pháp đều chẳng có ai tạo tác, thì làm sao có người mắng nhiếc, làm sao có người sân hận được. Lại biết các pháp là vô định, thay đổi theo không gian và thời gian, nên chẳng vui cũng chẳng giận. Bồ Tát rõ biết các ngôn ngữ chỉ như gió thoảng qua, chẳng hề vướng mắc, cũng như gặp trời mưa thì lấy dù che, gặp chỗ gai góc để mang guốc dép, gặp trời lạnh lẽo thì đốt lửa sưởi ấm, gặp trời nóng bức thì tìm nước uống cho đỡ khát. Bồ Tát gặp người đến mắng nhiếc đánh đập cũng vẫn bình tâm tự chế cự, chẳng bao giờ giấy tâm sân hận. Bồ Tát chỉ dùng từ bi để cải hóa họ, khiến họ xả bỏ tâm sân. Bồ Tát rõ biết các pháp đều chẳng có sanh diệt, đều vốn là tự tánh không, nên gặp người đến mắng nhiếc đánh đập mình, dẫn đến đe dọa mạng sống của mình, cũng đều xem như cảnh trong mộng, chẳng hề khởi tâm sân nhuế hay oán giận.
Khi gặp người đến cung kính tán thán cúng dường, Bồ Tát lại nghĩ rằng nếu ta có công đức thì người khác đến cung kính cúng dường, đó là cung kính cúng dường các công đức, chẳng phải là cung kính cúng dường ta. Ta chỉ ví như người cải xới đất đai, gieo các hạt giống, bón phân tưới nước vậy thôi. Nếu thấy người đến cúng dường mà ta vui vẻ thọ nạp, thì phước của người kia sẽ mỏng đi, ta chẳng nên lấy đó làm niềm vui mừng hãnh diện. Bồ Tát quán các pháp như mộng viễn nên chẳng thấy có ai tán thán, cũng chẳng thấy có ai vui mừng cả. Bồ Tát tư duy rằng ta chưa tận dứt các lậu. Vì sao ta lại vui mừng nhận các lời tán thán, nhận các sự cúng dường? Duy chỉ mình Đức Phật là đầy đủ các công đức, đáng được tán thán cúng dường. Như vậy gọi là nhập âm thanh Đà La Ni. 4. Lại có tịch diệt Đà La Ni, vô biên Đà La Ni, trì địa quán Đà La Ni, đại đức Đà La Ni, hoa nghiêm Đà La Ni, tịnh âm Đà La Ni, hư không tạng Đà La Ni, hải tạng Đà La Ni, phân biệt chư pháp Đà La Ni, minh nghĩa chư pháp Đà La Ni, vân vân. Như vậy được thuyết có 500 Đà La Ni, nếu nói rộng thì có vô lượng Đà La Ni. Hỏi: tam muội gồm những tam muội gì? Tam muội gồm những tam muội gì? Đáp: đó là ba tam muội không, vô tướng và vô tác. Quán năm ấm vô ngã là được không tam muội. Chú trong không chẳng giấy niệm tham sân si mạn nghi kiến là được vô tác tam muội. Lại nữa, ly hết thảy các pháp tướng, ly các tướng trần cảnh, các tướng nam nữ, các tướng sanh chú diệt là được vô tướng tam muội. Lại nữa, chú trong vô thường rõ biết hết thảy các pháp đều là tự tướng không nên vào được không tam muội. Chú trong không nên vào được vô tác tam muội. Sao gọi là không? Là rõ biết thật tướng của hết thảy pháp là không. Sao gọi là vô tác? Là quán hết thảy các pháp chẳng phải là có cũng chẳng phải là không. Là quán có và không bình đẳng, chẳng phải hai chẳng phải khác. Như bài kệ thuyết: thấy có cũng nên sợ, thấy không cũng nên sợ, vậy nên chẳng chấp có cũng lại chẳng chấp không. Sao gọi là vô tướng? Là quán hết thảy các pháp đều chẳng có tướng, đều chẳng có thể thọ, đều chẳng có thể chấp. Như bài kệ thuyết: ngôn ngữ đều đạ, tâm hành cũng diệt, chẳng sanh chẳng diệt như tướng niết bàn. Lại có thuyết nói: đầy đủ 18 pháp không là được không tam muội, tâm chẳng mong cầu gì cả là được vô tác tam muội, phá sạch hết các tướng chẳng còn nhớ nghĩ là được vô tướng tam muội. Hỏi: Bồ Tát phải có đủ các pháp thiền định, sao chỉ nói đến ba tam muội không, vô tướng và vô tác mà thôi? Đáp: ở trong ba tam muội này mà tư duy thì sẽ gần với niết bàn, khiến tâm người chẳng cao chẳng hạ, bình đẳng bất động. Bởi vậy nên xưng tán ba tam muội này. Tu các thiền định khác còn có ái, mạn, kiến, còn tu ba tam muội này dẫn hành giả về đệ nhất thật nghĩa và cửa của niết bàn an lạc. Bởi vậy nên ba tam muội này được gọi là ba giải thoát môn. Các pháp thiền định khác như bốn vô lượng tâm, bốn biện, sáu thông, chín thứ đệ định, tám bối xả, vân vân cũng đều là tam muội. Lược nói có 23 tam muội, hoặc 65 tam muội, hoặc 500 tam muội. Nếu nói rộng thì có vô lượng tam muội. Bồ Tát Maha Tát được đầy đủ vô lượng tam muội trang nghiêm như vậy. Lại nữa, trong kinh Bát Nhã Bà La Mật này có nói đến 108 tam muội, trừ Bồ Tát Maha Tát do thực hành ba tam muội không vô tướng vô tác mà được đầy đủ các tam muội. Vì sao? Vì có được ba tam muội này là được thật tướng tam muội, rõ được thật tướng hết thảy các pháp. Như bài kệ thuyết: người giữ giới thanh tịnh mới thật là tỳ kheo, người thường quán pháp không mới thật được tam muội, người thường hành tinh tấn mới thật là hành đạo, người vào được niết bàn mới thật được an lạc. Hỏi: sao gọi là đẳng nhẫn? Đáp: đẳng là bình đẳng ngang nhau, đẳng có hai thứ, đó là chúng sanh đẳng và pháp đẳng. Nhẫn là nhẫn nhục chịu đựng mà chẳng có buồn phiền, chẳng có oán hận. Nhẫn có hai thứ, đó là chúng sinh nhẫn và pháp nhẫn. Hỏi: sao gọi là chúng sanh đẳng nhẫn? Đáp: ở nơi hết thảy chúng sanh thường giữ tâm bình đẳng, thường niệm bình đẳng, ái bình đẳng, lợi bình đẳng, như vậy gọi là chúng sanh đẳng. Lại nữa, do tâm từ bi nên ở nơi hết thảy chúng sanh chỉ thường đẳng niệm
mà chẳng có đẳng quán. Vì sao? Vì Bồ Tát hành Phật đạo không điên đảo, Bồ Tát ở nơi như pháp tướng chẳng có phân biệt thiện với bất thiện, lớn với nhỏ, người với vật, vân vân. Bồ Tát như vậy là đã quán các pháp tướng bình đẳng rồi vậy. Thật tướng của các pháp chẳng phải là tướng thiện, chẳng phải là tướng ác, chẳng phải là tướng lớn, chẳng phải là tướng nhỏ, chẳng phải là tướng người, chẳng phải là tướng vật, chẳng phải là tướng nhất, chẳng phải là tướng nhị, chẳng phải là tướng đồng, chẳng phải là tướng khác. Nếu còn chấp tướng là lầm lỗi, như bài kệ thuyết: pháp tùy duyên mà có, chẳng sanh cũng chẳng diệt, chẳng thường cũng chẳng đoạn, chẳng một cũng chẳng hai, chẳng đến cũng chẳng đi. Phật đã thuyết như vậy, hãy giữ vững niềm tin, chớ nên khỏi hỷ luận. Lại nữa, ở nơi chúng sanh chẳng nên chấp tướng của tưởng chúng sanh riêng rẽ. Vì sao? Vì hết thảy chúng sanh đều là tự tướng không, nên các tướng chúng sanh đều là bình đẳng, chẳng có sai khác. Nếu có người được tâm bình đẳng vô ngại như vậy, thì phải biết người ấy đã thật sự nhập vào bất thối chuyển địa và người ấy đã được đẳng nhẫn. Bồ Tát được đẳng nhẫn thương chúng sanh như mẹ thương con, chẳng sân hận, chẳng phiền não. Như bài kệ thuyết: quán thanh như tiếng vang, quán hành như bóng gương. Người quán được như vậy, thường trú trong đẳng nhẫn. Như vậy gọi là chúng sanh đẳng nhẫn. Hỏi: sao gọi là pháp đẳng nhẫn? Đáp là quán hết thảy các pháp thiện ác, hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi đều bình đẳng, quán được như vậy mà vào trong bất nhị môn, trong thật tướng môn, là thâm nhập vào thật tướng của các pháp. Quán được như vậy rồi thì được tâm nhẫn, chẳng khỏi tranh cãi, chẳng có gì ngăn ngại. Như bài kệ thuyết: các pháp vẫn thường chẳng sanh chẳng diệt, cũng lại chẳng phải chẳng sanh chẳng diệt, chẳng sanh diệt chẳng phải chẳng sanh diệt, cũng chẳng phải chẳng phải chẳng sanh diệt. Như vậy gọi là pháp đẳng nhẫn. Khi đã được giải thoát rồi thì ở nơi không mà vẫn chẳng chấp không, không phi không. Bởi vậy nên tâm được bình đẳng, xả sạch các hỷ luận, đoạn sạch các ngôn ngữ, thâm nhập vào trong các thật pháp, được tâm không, vô ngại, bất động, không còn thối chuyển nữa. Như vậy là được vô sanh nhẫn. Pháp đẳng nhẫn là pháp môn trợ đạo đầu tiên dẫn đến giải thoát. Kinh đã được vô ngại tổng trì. Hỏi: trước đây đã nói đến các Đà La Ni rồi, sau này lại còn nói đến vô ngại Đà La Ni nữa? Đáp: vô ngại Đà La Ni là đệ nhất trong các Đà La Ni. Ví như đối với toàn dân trong nước vừa là trên hết, cũng vậy trong tất cả các giải thoát thì vô ngại giải thoát là trên hết. Còn hạng ngoại đạo dẫn đến các thanh văn bích chi Phật, các tần học Bồ Tát chẳng có được Đà La Ni này. Chỉ có các Bồ Tát Ma Ha Tát có vô lượng công đức lực, có đại trí huệ mới có được Đà La Ni này. Vô ngại Đà La Ni là căn bản của hết thảy các Đà La Ni. Bởi vậy nên các Bồ Tát muốn giả hoằng pháp độ sanh thường phải tu học vô ngại Đà La Ni này. Kinh đã được ngũ thông. Luận: ngũ thông tức là năm thần thông, gồm có như ý thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông. Hỏi: sao gọi là như ý thông? Đáp: như ý thông có ba thứ, đó là năng đáo, chuyển biến và thánh như ý. Năng đáo có bốn thứ, đó là thân bay như chim chẳng bị ngăn ngại, biến xa thành gần chẳng có đi mà vẫn đến, biệt tích ở nơi này xuất hiện ở nơi khác, chỉ trong một niệm là đến được nơi cần đến. Chuyển biến là biến nhỏ thành lớn, lớn thành nhỏ, biến ít thành nhiều, nhiều thành ít, vân vân. Ngoài đạo cũng chuyển biến được nhưng chẳng thể quá hạn 7 ngày. Phật và Bồ Tát chuyển biến vô ngại tự tại, chẳng có hạn định thời gian lâu mau. Thành như ý tác dụng vào 6 trần bên ngoài, ví như biến vật bất tịnh thành vật tịnh, biến vật tịnh thành vật bất tịnh, vân vân. Chỉ có Phật và Bồ Tát mới có thành như ý thần thông, do tu bốn như ý túc mà được như ý thần thông. Hỏi: sao gọi là thiên nhãn thông? Đáp: thiên nhãn thông là do con mắt được cấu tạo bởi sắc thanh tịnh của bốn đại. Người có thiên nhãn thông có khả năng thấy được tự địa, tức là cõi mình đang ở, và thấy hạ địa, tức là cõi dưới, thấy được chúng sanh trong cả sáu đường, thấy được các vật từ xa đến gần, từ thô đến tế, hết thảy các sự vật dù ẩn dù hiện, thiên nhãn đều chiếu thấu cả. Thiên nhãn có hai thứ, đó là do phước báo đời trước mà có được, cùng với thiền định và quang minh. Do công đức tu hành
hiện đời mà có được. Có thuyết nói chữ Bồ Tát đã được vô sanh pháp nhẫn rồi, chẳng còn ở trong sáu đường chúng sanh nữa, nhưng vì hạnh nguyện hóa độ chúng sanh mà thị hiện sanh thân khắp mười phương thế giới, Bồ Tát được công đức thù thắng hơn các vị A-la-hán. Mà thiên nhãn chỉ là công đức nhỏ, vì sao lại chẳng tán thán huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, mà lại tán thán thiên nhãn của Bồ Tát? Nên biết thiên nhãn có ba thứ, đó là giả hiệu thiên nhãn, sanh thiên nhãn và thanh tịnh thiên nhãn. Thiên nhãn của các vị chuyển luân thánh vương mới chỉ là giả hiệu thiên nhãn. Thiên nhãn của các vị trời, từ tứ thiên vương cho đến phi tưởng, phi phi tưởng, thiên là sanh thiên nhãn. Thiên nhãn của chư Phật pháp thân, của Phật pháp thân. Thiên nhãn của chư Phật pháp thân và chư Bồ Tát là thanh tịnh thiên nhãn. Phải ở nơi thanh tịnh thiên mà tu được thanh tịnh thiên nhãn mới được gọi là thiên nhãn thông. Chư Phật pháp thân và chư Bồ Tát pháp thân mới có được thanh tịnh thiên nhãn. Phàm phu ngoại đạo chưa ly dục chẳng có thể được thiên nhãn này. Hỏi sao gọi là thiên nhĩ thông? Đáp: thiên nhĩ thông là do tai được cấu tạo bởi sắc thanh tịnh của bốn đại. Người có thiên nhĩ thông được tự tại nghe hết thảy các tiếng của loài trời, loài người và của chúng sanh trong ba đường ác, do thường ước niệm các thứ âm thanh của muôn loài muôn vật nhằm cứu thoát họ ra khỏi chốn khổ đau, mà Bồ Tát thành tựu được thiên nhĩ thông. Hỏi sao gọi là tha tâm thông? Đáp: tha tâm thông là bước đầu dẫn đến tha tâm trí. Tha tâm thông là thần thông biết rõ tâm niệm của người khác, do khi tu Bồ Tát thường quán sanh trú dị diệt. Thường quán như vậy lại thường quán thấy người có tướng vui, có tướng buồn, có tướng sân, có tướng si, vân vân, mà được tha tâm thông, mà biết rõ được các tâm niệm của chúng sanh. Hỏi sao gọi là túc mạng thông? Đáp: túc mạng thông là thần thông biết rõ được các việc làm của mình trong quá khứ, hoặc một, hoặc mười đời, hoặc một trăm đời, hoặc vạn ước đời. Các bậc đại A-la-hán và bích chi Phật biết được tám vạn kiếp, các vị Bồ-Tát và các đức Phật biết đến vô lượng kiếp. Kinh: các ngài chẳng còn giải đãi luận sự lười biếng giải đãi phá tài lợi và phúc lợi của người tại gia, phá quả được sanh cõi trời và được vào niết bàn an lạc của người xuất gia. Giải đãi là tội lớn của cả hai hạng người tại gia và xuất gia. Như bài kệ thuyết: giải đãi đánh mất thiện tâm, si ám phá tan minh trí, diệu nguyện đều bị tiêu diệt, đại nghiệp cũng chẳng viên thành. Bởi vậy để người xuất gia cũng như người tại gia đều chẳng nên giải đãi. Kinh: đã xả bỏ lợi dưỡng và danh vọng. Luận: lợi dưỡng và danh vọng là giặc phá các công đức, ví như mưa lụt, gió bão, sương mù, nắng hạn, làm hại các loại hạt giống. Lợi dưỡng và danh vọng phá hết các mầm công đức, khiến chẳng có thể tăng trưởng. Trong kinh Phật có nêu thí dụ: một sợi tóc nhỏ nhưng nếu dùng để trói người thì sợi tóc ấy cũng có thể cắt thịt sâu đến tận xương. Người tham lợi dưỡng cũng lại như vậy, có thể thiêu sạch rừng công đức. Như bài kệ thuyết: vào được rừng trên đàn chỉ mong lượm nhặt lá, vào tận núi thất bảo chỉ tìm kiếm thủy tinh, vào trong biển Phật pháp chẳng cầu vui niết bàn, mà chỉ cầu lợi dưỡng là mình tự hại mình. Vậy nên đệ tử Phật muốn nếm vị cam lồ, hãy vứt bỏ tạp độc cầu niết bàn an lạc. Như sương mù mưa bão làm hư hại ngũ cốc, người đóng lợi cúng dường phá tàm quý đầu đà, đời nay đốt thiện căn, đời sau đọa địa ngục. Như đề bà đạt đa, vì lợi phải đọa lạc. Kinh: thuyết pháp chẳng cầu báo. Luận: Bồ Tát vì lòng đại từ thương xót hết thảy chúng sanh mà nói pháp, chẳng phải vì cầu lợi lộc danh vọng hay cơm áo mà nói vậy. Bồ Tát ở nơi vô sanh pháp nhẫn thuyết pháp với tâm thanh tịnh, như bài kệ thuyết: học nhiều trí rộng khéo nói năng, nếu hành bất chánh chẳng như pháp. Dù muốn thuyết pháp truyền tâm người, chỉ như sấm sét mà không mưa. Học rộng nghe nhiều có trí huệ, nhưng nói quê mùa không khéo léo, chẳng thể hiện bày kho pháp báu. Như không sấm sét mà mưa nhỏ, không học vấn nhiều không trí huệ, không hay thuyết pháp chẳng hay hành, là tệ pháp sư không tàm quý. Ví như mây nhỏ không sấm mưa, học nhiều trí rộng khéo nói năng, khéo thuyết các pháp truyền tâm người,
chánh tâm hành pháp không sợ hãi. Như mây nhiều, sấm lớn, mưa to, bậc đại pháp sư cầm gương pháp, hiển bày trí huệ chiếu khắp nơi, trì tụng diễn nói gióng chiêng pháp, như thuyền lớn đưa người qua biển, cũng như ông chúa nhóm vị hoa, thuyết như lời Phật đúng ý Phật, hiển bày minh pháp độ chúng sanh, pháp sư như vậy rất khó gặp. Kinh, các lời nói ra đều được tín thọ. Luận, các hàng trời người Atula dẫn đến các bậc hiển thánh thường tín thọ những lời nói ra của các vị Bồ Tát. Đây là quả báo do chẳng hề nói những lời bất chánh tà vậy theo giả. Như bài cạnh thuyết, đọa vào chốn ngạ quỷ, lửa từ miệng bốc ra, bốn phương nghe tiếng vọng, đây là khẩu nghiệp báo. Người chẳng trọng thành tín, dù cho thấy nghe nhiều thuyết pháp giữa đại chúng, chẳng được người tín thọ. Vậy nên khi thuyết pháp, muốn được người tín thọ, phải luôn luôn chí thành, chớ nói lời thêu dệt. Kinh, các ngài đã được thậm thâm pháp nhẫn. Luận, sao gọi là thậm thâm pháp? Đáp, pháp 12 nhân duyên là thậm thâm pháp. Như Phật dạy ngài A Nan rằng, 12 nhân duyên là pháp thậm thâm rất khó giải, khó biết. Lại nữa, pháp nào phá được 62 lưới tà kiến, vượt ra khỏi ba thời thì gọi là thậm thâm pháp. Như lời Phật dạy các tỳ kheo, do ít trí tuệ nên phàm phu khi tán thán Phật chỉ tán thán các giới thanh tịnh dưới ly dục của Phật, mà chẳng biết tán thán các pháp thậm thâm khó giải khó biết. Tán thán các pháp thậm thâm khó giải khó biết mới là tán thán Phật. Kinh Phạm Võng có nói rộng về điểm này. Lại nữa, ba giải thoát môn là thậm thâm pháp, như lời Phật dạy chư thiên rằng, thậm thâm nghĩa của chư pháp là nghĩa không vô tướng và vô tác. Lại nữa, thậm thâm pháp là pháp giải rõ thật tướng của hết thảy các pháp. Thật tướng ấy chẳng thể phá hoại, chẳng thể lay động được. Thật vậy, nếu không để cho tâm tưởng và trí lực chi phối, chỉ định tâm trú trong thật tướng của các pháp thì mới gọi là được thậm thâm pháp. Vì sao? Vì nếu dùng tâm tưởng và trí lực mà quán các pháp thì chỉ là lầm lỗi. Ví như người bị nắng lóa mắt, chẳng sao thấy rõ màu sắc của các vật. Phải gạt bỏ ảnh hưởng của tâm tưởng và trí lực, phải dùng huệ nhãn thanh tịnh mới có thể thấy được thật tướng của các pháp. Ví như thủy tinh trong suốt đặt trước một vật nào, thì vật ấy hiện rõ màu thật của nó vậy. Phàm phu do bị tâm tưởng và trí lực chi phối, nên thấy các pháp đều có tướng sai khác. Bồ Tát quán thật tướng của các pháp chẳng phải không, cũng chẳng phải chẳng không, chẳng phải có, cũng chẳng phải chẳng có, nên thâm nhập vào được thậm thâm pháp, chẳng còn biến chuyển, chẳng còn ngăn ngại nữa. Bồ Tát đã vào chỗ thậm thâm pháp, đã qua đến bờ bên kia, nên nói đã được thậm thâm pháp nhẫn. Kinh đã được lực vô ý. Luận, chư Bồ Tát Maha Tát đã thành tựu đầy đủ bốn vô sở ý. Hỏi, Bồ Tát chưa được nhất thiết trí, như vậy vì sao nói đã được bốn lực vô úy? Đã có hai thứ vô úy, đó là vô úy của Bồ Tát, vô úy của Phật. Bồ Tát chưa được nhất thiết trí nên chưa có được vô úy của Phật, nhưng đã được vô úy của Bồ Tát. Hỏi, bốn lực vô úy của Bồ Tát gồm những gì? Đáp, đó là một giữ gìn được các pháp đã nghe nên được văn trì Đà La Ni, lại thường nhớ thường niệm, chẳng bao giờ quên nên trong đại chúng Bồ Tát thuyết pháp không có sợ hãi. 2. Muốn hết thảy chúng sanh đều được giải thoát, nên dùng các phương tiện để tùy nhân duyên, tùy căn cơ của chúng sanh mà nói pháp cho họ nghe. Vì vậy ở trong đại chúng, Bồ Tát thuyết pháp không sợ hãi. 3. Khi gặp người đến vấn nạn, Bồ Tát vẫn như pháp mà trả lời, nên trong đại chúng, Bồ Tát thuyết pháp không sợ hãi. 4. Khi gặp chúng sanh đến nghe pháp hay đến vấn nạn, Bồ Tát vẫn như pháp mà trả lời nhằm đoạn nghi cho họ, nên ở trong đại chúng, Bồ Tát thuyết pháp không sợ hãi. Kinh đã vượt qua các ma sự. Luận, có bốn loại ma, đó là phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma, thiên ma. Bồ Tát tu, Bồ Tát đạo do phá phiền não ma mà được pháp thân, phá ngũ ấm ma mà được pháp tánh thân, phá tử ma mà thường được nhất tâm, do ở nơi hết thảy các pháp đều chẳng đắm trước nên vào được bất động tác muội, phá được thiên ma. Bởi nhân duyên vậy nên nói đã qua các ma sự. Lại nữa, trong kinh ở phẩm giác ma, Phật thuyết về các ma sự và các ma nghiệp.
có nói rằng Bồ Tát chẳng còn bị các ma sự và ma nghiệp trói buộc nữa, nên nói đã qua các ma sự. Lại nữa, ngoài thật tướng pháp ra thì tất cả các pháp vụn vặt, các kiết sử, các phiền não vân vân đều gọi là ma. Ví như tham dục, cầu phước, ấm giới, nhập vân vân đều gọi là ma cả. Bồ Tát đã tận đoạn tất cả các ma sự đó, nên nói đã qua các ma sự. Hỏi: ở trong kinh nào gọi là các tham dục, triền phược, kiết sử, phiền não là ma? Đáp: trong kinh Tập Tạng, Phật thuyết kệ cho các ma vương như sau: dục là đạo quân thứ nhất, ưu sầu là đạo thứ hai, đói khát là đạo thứ ba, ái nhiễm là đạo thứ tư, ham ngủ là đạo thứ năm, sợ hãi là đạo thứ sáu, đa nghi là đạo thứ bảy, thâm độc là đạo thứ tám, đắm lợi dưỡng, ham danh vọng, đó chính là đạo quân thứ 9. Tự cao khinh mạng người khác là đạo quân thứ 10 kế sau. Quần các ngươi như vậy đó, hết thảy người ở thế gian, cùng hết thảy các hàng trời, chẳng ai đủ sức phá được. Ta dùng mũi tên trí huệ, dùng sức cung nỏ thiền định, phá tan ma quân của ngươi như bình đất tan trong nước. Đệ tử của ta tinh tấn, thường nhất tâm tu trí huệ, rộng mãnh không thối chuyển, nhằm cứu độ hết chúng sanh, tùy thuận như pháp tu hành, quyết đến niết bàn tịch tịnh, ngươi dù chẳng muốn buông tha, vẫn chẳng sao phá được họ. Mà vừa nghe Phật thuyết kệ như vậy, hết sức ưu sầu liền bỏ ra đi, những ma quân cũng biến đi, chẳng còn hiện nữa. Hỏi: vì sao nói năm ấm 12 nhập 18 giới là ma? Đáp: ở núi Mạc Câu La, Phật có dạy các đệ tử rằng sắc ấm là ma, dẫn đến thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy cả. Lại nữa, ngày ở chỗ muốn có sắc thân ở đời sau cũng là vọng động, dẫn đến muốn có vô sắc thân, hữu tưởng thân, vô tưởng thân, phi hữu tưởng, phi vô tưởng thân cũng đều là vọng động cả. Nếu đã động thì liền bị ma dẫn dắt, bị ma trói buộc, phải không vọng động mới được tự tại, mới được giải thoát khỏi các ma. Chẳng phải chỉ có năm ấm, 12 nhập, 18 giới là ma, mà dẫn đến muốn được thân tự tại thiên vương cũng gọi là ma sự. Hỏi: sao gọi là ma? Đáp: vì cướp huệ mạng, phá hoại đạo pháp, làm tổn giảm các công đức, làm mất thiện căn nên gọi là ma. Phải nên biết rằng năm ấm như năm mũi tên lửa, thiêu rụi rừng công đức, vì hoại các thiện căn. Trong Phật pháp ví như: ví năm ấm như loài rắn độc ma la, hàng ngoại đạo gọi năm ấm là dục trùng. Tất cả những gì tạo nên nghiệp báo như vậy đều gọi là ma. Hỏi: sao gọi là ma sự? Đáp: như trong phẩm giác ma có nói, chúng sanh qua lại ở thế gian trong sáu đường thọ các nghiệp nhân duyên khổ lạc. Các nghiệp nhân duyên ấy thành tựu sức mạnh của ma vương. Tất cả các nghiệp nhân duyên ấy là ma sự, là oan gia của các đức Phật, là giặc cướp của các bậc thánh, phá hoại các công đức của những người đang muốn ngược dòng sanh tử. Nên biết không vui niết bàn cũng gọi là ma sự. Ma sự có ba thứ, đó là ma sự do tham ái, ví như đùa cợt, nói nhiều ca múa, nói năng bừa bãi, nhìn ngó sằng bậy, vân vân. Ma sự do sân nhuế, ví như trói buộc, đánh đập, chửi mắng, tra khảo, cắt chặt, vân vân những chúng sinh khác. Ma sự do ngu si, ví như đốt nóng thân mình, ướp lạnh thân mình, tự nhổ tóc, nhịn đói, nhảy vào lửa, nhảy xuống hố sâu, trầm mình dưới nước, vân vân. Lại nữa, tất cả các việc lầm lỗi, bất tịnh, nhiễm trước, vân vân trong thế gian cũng đều gọi là ma sự cả. Lại nữa, oán ghét chẳng có duyên cớ, không cầu vui niết bàn và đạt niết bàn, chìm đắm trong dục là không nhàm chán thế gian, vân vân, cùng vô lượng sự việc như vậy đều gọi là ma sự. Bồ Tát đã xả bỏ hết thảy các sự việc ấy nên gọi là đã qua các ma sự. Kinh: đã được giải thoát khỏi các nghiệp chướng. Luận: Bồ Tát chẳng còn các nghiệp chướng nên gọi là đã được giải thoát khỏi các nghiệp chướng. Hỏi: có ba chướng là phiền não chướng, báo chướng và nghiệp chướng, vì sao ở đây chỉ nói đến nghiệp chướng mà thôi? Đáp: trong ba chướng thì nghiệp chướng là lớn nhất, vì các nghiệp lực chứa nhóm vô lượng nghiệp nhân chuyển từ kiếp này qua kiếp khác, dẫn đến trăm ngàn muôn kiếp cũng chẳng mất cũng chẳng hoại. Khi hội đủ duyên hòa hợp thì nghiệp nhân dẫn sanh nghiệp quả.
rồi nghiệp quả lại trở thành nghiệp nhân dẫn sanh nghiệp quả mới tương tục mãi mãi. Ví như hạt lúa, hạt cỏ nằm trong đất khi gặp đủ duyên hòa hợp, như phân nước, thời tiết tốt thì nảy mầm, sanh ra cây lúa, cây cỏ. Những cây lúa, cây cỏ mới này lớn lên lại đơm hoa kết hạt, làm nghiệp nhân cho cây lúa, cây cỏ trong tương lai. Bởi nhân duyên vậy, nên nghiệp chướng an trú lâu dài và dẫn dắt chúng sinh trôi lăn trong vòng sanh tử. Các Đức Phật là những đấng nhất thiết trí, tối tôn trọng, oai nghiêm như núi Tu Di Chúa, mà còn chẳng chuyển được nghiệp của chúng sanh, huống nữa là phàm phu, như bài kệ thuyết. Dòng sanh tử luân hồi do nghiệp nhân phiền não có sức chuyển tự tại, chẳng ai ngăn cản được. Nghiệp nhân từ đời trước chuyển thành nhiều nghiệp quả, nghiệp lực là mạnh nhất, thế gian chẳng gì bằng. Người tạo nghiệp đời trước, đời sau thọ quả báo, cứ thế lưu truyền mãi, chìm đắm trong sanh tử. Dù biển lớn khô cạn, núi Tu Di tan biến, nghiệp duyên từ đời trước vẫn chẳng tiêu chẳng hết. Nghiệp tích lũy từ lâu, đuổi theo kẻ tạo nghiệp, y như người cho vay, chẳng rời kẻ thiếu nợ. Các nghiệp quả báo ấy chẳng sức nào lay chuyển, trốn tránh cũng chẳng được, van xin cũng chẳng tha. Nghiệp bám sát chúng sanh trong khắp cả ba cõi, như gai kha lê la đâm vào khó tháo gỡ, như gió thổi khoảng trống, như nước chảy xuôi dòng, nghiệp cứ tương tục chuyển bất hoạn như hư không. Nghiệp lực dù vô lượng chẳng theo người không tạo, nhưng với người đã tạo lại nhớ mãi chẳng quên. Dù bay lên không trung, dù trốn vào núi tuyết, dù lặn sâu đáy biển, chẳng đâu lần trốn được. Nghiệp luôn theo đuổi ta, phút chốc cũng chẳng rời, như sao hiện theo trăng, mãi đến khi thọ báo. Kinh: khéo thuyết các pháp nhân duyên. Luận: hỏi, sao gọi là khéo thuyết pháp nhân duyên? Đáp: khéo nói về các sự và nghiệp của các phiền não lần lượt chuyển tương tục sanh khởi, là khéo thuyết về các nhân duyên sanh pháp. Ví như trong 12 nhân duyên, nói ba chỉ vô mình, ái và thủ là phiền não, hai chi hành và hữu là nghiệp, bảy chi còn lại thuộc về danh sự. Lại nữa trong 12 nhân duyên, nói hai chi vô mình và hành thuộc về quá khứ, hai chi cuối thuộc về vị lai, tám chi giữa thuộc về hiện tại. Đây là nói về ba sự phiền não, nghiệp và khổ chuyển xen nhau làm duyên khởi. Duyên khởi phiền não nghiệp, duyên khởi nghiệp khổ, duyên khởi khổ khổ, duyên khởi khổ phiền não, duyên khởi nghiệp phiền não, duyên khỏi phiền não khổ, duyên khỏi khổ nghiệp. Cứ như vậy mãi xoay vần, gọi là chuyển xen nhau làm duyên nghiệp. Hết thảy các phiền não gọi là vô minh. Từ vô minh sanh ra nghiệp và nghiệp quả, như tạo thành một thế giới nên gọi là hành. Từ hành sanh ra tâm cấu hay tịnh, rồi hình thành các thân đầu tiên như châu né, tự biết châu mẹ là mẹ của mình. Chúng sanh biết được tự tướng của mình, đó là nhờ thức. Mặc dù trong năm ấm, thức cùng với thọ tưởng hành đều là vô sắc, nhưng thức lại trú nơi sắc nên mới có danh sắc. Ở nơi danh và sắc sẽ sanh ra sáu tình là nhãn nhĩ, tĩ, thiệt, thân và ý. Sáu tình còn được gọi là sáu nhập. Khi căn trần và thức hòa hợp thì sanh ra xúc, từ xúc sanh ra thọ, ở đây thọ mà có đắm trước thì gọi là khát ái. Do nhân duyên khát ái mà có mong cầu nên mới sanh ra thủ. Do có thủ mà tạo ra nghiệp nhân cho đời sau nên gọi là hữu. Do hữu mà lại thọ năm ấm cho đời sau nên có sanh. Đã có thân năm ấm sanh ra thì sẽ có già, có chết, tức là có lão tử vậy. Do sợ già sợ chết mà khởi sanh ưu sầu khổ não. Thế rồi các khổ não lại hòa hợp, đã chuyển tương tục mãi mãi. Nếu nhất tâm quán thật tướng các pháp thì sẽ được thanh tịnh, sẽ dứt được vô minh. Khi vô minh đã dứt thì hành cũng dứt theo, dẫn đến các khổ cũng đều tận dứt. Trên đây tóm được nghĩa của 12 tướng nhân duyên. Nếu chẳng chấp tà kiến mà dùng phương tiện để vì người diễn nói thì gọi là khéo thuyết pháp nhân duyên. Lại nữa, trong khi quán 12 nhân duyên mà tâm đoạn sạch các pháp ái, chẳng có đắm trước, rõ được thật tướng các pháp thì cũng gọi là khéo thuyết pháp nhân duyên. Phật dạy ngài Tu Bồ Đề rằng vô minh chẳng cùng tận, si ám cũng chẳng cùng tận, dẫn đến khổ tập cũng chẳng cùng tận như hư không vậy. Bồ Tát phải biết như vậy mới xả được si ám, vào chỗ vô sở nhập, tọa đạo tràng được tát bà nhã. Kinh: từ nhiều A Tăng kỳ kiếp đến nay, các ngài đã phát đại nguyện. Luận:
Nghĩa của A Tăng Kỳ Kiếp đã nói trước đây rồi. Phật thí dụ, có một hòn núi đá dài 4.000 dặm, lại có một người sống thọ cứ mỗi 100 năm tán đá thành bụi, mày thì hòn núi kia có thể tan biến, thế nhưng kiếp số vẫn chẳng hết được. Bồ Tát cũng như vậy, trải qua vô số kiếp, phát đại nguyện độ hết thảy chúng sanh, đoạn hết các kiết sử cho họ, dẫn họ vào niết bàn an lạc. Kinh thường có nhan sắc tốt tươi, thường dùng lời nói êm dịu nhu hòa khi thưa hỏi người. Luận: Bồ Tát thường tu đại từ đại bi, đã đoạt sạch các tà ngữ nên được nhan sắc tươi đẹp vui vẻ như bài kệ thuyết: Nếu gặp người cầu đạo, hãy cho bằng bốn cách: mắt nhìn người vui vẻ, chào đón và hỏi thăm, cúng dường chỗ ngồi tốt, mọi sự theo ý muốn, tâm bố thí như vậy, Phật đạo trong tầm tay. Nếu bỏ được bốn tà, lưỡng thiệt của vọng ngữ, ác ngữ và ỷ ngữ, chắc được quả báo tốt. Người nhu hòa cầu đạo, nguyện độ thoát chúng sanh, xả bốn tà khẩu nghiệp như ngựa tốt có cương. Kinh ở trong đại chúng được vô sở úy. Luận: Bồ Tát do đức độ sâu dày, do đã thành tựu vô lượng công đức, do có trí huệ siêu quần, lại do đã được đối tượng luận biện Đà La Ni, nên ở trong đại chúng chẳng có sợ hãi. Như kệ thuyết: đức trí mỏng bên trong, lời nói hay bên ngoài, chỉ như tre rỗng ruột, phô trương lớp vỏ ngoài. Đức trí dày bên trong, lời thiện mỹ bên ngoài, ví như hạt kim cương, trong ngoài đều toàn hảo. Lại nữa, do đã thành tựu bốn vô sở úy, nên Bồ Tát thường dung mạo đoan chánh, sanh vào nhà quyền quý, được đầy đủ trì giới thiền định trí huệ. Do đã thành tựu trí huệ, đã thông suốt hết thảy các sự lý, nên Bồ Tát chẳng có gì sợ hãi. Như bài kệ thuyết: kẻ trí độ nước mỏng, chẳng dám ngồi tòa cao, như sói thấy sư tử, ẩn trốn chẳng dám ra. Người trí không sợ hãi, ngồi trên tòa sư tử, thuyết như sư tử giống, muôn thú đều khiếp phục. Lại nữa, Bồ Tát do đã thành tựu vô lượng vô biên công đức, đã diệt sạch các ác hạnh nên chẳng có gì sợ hãi. Như bài kệ thuyết: người đã diệt sạch ác, đến tội nhỏ chẳng còn, công đức lớn như vậy, chẳng nguyện gì chẳng thành. Bậc đại trí rõ biết sanh tử tức niết bàn, dù sống giữa người ác, tâm vẫn thường bất động. Kinh: từ vô số kiếp đến nay, các ngài đã từng khéo thuyết các diệu pháp. Luận: Bồ Tát đã khéo tu các thiện căn, chẳng những trong một đời mà trong vô lượng kiếp, Bồ Tát đã chứa nhóm vô lượng các công đức trí huệ, đã vì chúng sanh phát vô thượng bồ đề tâm. Như bài kệ thuyết: khởi niệm bất chánh cùng khinh mạng, người vì chúng sanh phát đại tâm, đã là tội lớn chẳng thể bàn, huống nữa còn manh tâm ác hạng. Bồ Tát trong vô số kiếp tu hành đã được giải thoát, do biết thật tướng các pháp, lại thành tựu đầy đủ ba giải là văn giải, sự giải và chứng giải, nên ở trong đại chúng thuyết pháp chẳng có gì ngăn ngại, lời nói ra được mọi người tín thọ. Ba giải có nghĩa tương tự như ba huệ, gồm văn huệ, tư huệ và tu huệ, tức là trí huệ phát sanh do nghe pháp, do tư duy về nghĩa lý và do tu thiền định. Như bài kệ thuyết: có trí tuệ mà chẳng nghe pháp, nơi thật tướng chẳng sao vào được, ví như trong đêm tối âm u, mắt tuy sáng nhưng mà chẳng thấy, nghe pháp nhiều mà không trí tuệ cũng chẳng vào được nơi thật tướng, ví như trong đêm tối âm u, đèn sáng mà mắt mù chẳng thấy, trí tuệ nhiều lại thường nghe pháp, lời nói ra đáng được tin theo, không trí tuệ lại chẳng nghe pháp, chẳng khác gì trâu đội đốt người. Ở trong đại chúng chỉ có những bậc đa văn lợi trí, nghe nhiều hiểu rộng khéo luận nghị, mới có thể giải nghi cho những ai đến vấn nạn. Như bài kệ thuyết: mắt sáng tỏ quang minh, soi khắp cả đại hội, sáng hơn cả mặt trời, hơn hết thảy trăng sao. Bởi nhân duyên vận nền nói, Bồ Tát từ vô số kiếp đã khéo thuyết các diệu pháp. Hết quyển 5.